Vợ chồng Tống miền Tây mến chào cô chú anh chị mình nha. Em mến chào cả nhà nha. Hôm nay cũng đang trong cơn bão số 4, trời mưa gió rất là nhiều. Sáng giờ hai chồng em cũng không có đi vuông bắt được cô tôm gì hết trơn cô chú anh chị ơi. Cái này hồi tối hai chồng em đi soi bắt được một ít ba khía. Giờ em chế biến món ăn. Thì hồi tối bắt được bao nhiêu ba khía này cũng quý lắm ở đây cô chú anh chị. Như đây hai chồng ấm gần rồi. Tại vì trời mưa dông rất là nhiều nha. Bữa nay cũng nhờ ba khía hội đó chứ thường thường ở đây em cũng không ba khía cũng không có nhiều nha. Mưa từ sáng tới giờ mà giấc này cũng mới hơi tạnh tạnh một chút. Ba khía em rửa sạch rồi giờ em tét ra cho ông xã em làm nha cả nhà ơi. Cái này mưa gió quá không bắt được cua tôm, không có món gì ăn, chỉ được có món ba khía thôi. Làm bữa cơm ngày mưa gió cô chú anh chị ơi. Hôm nay mà nhiêu ba khía đây là cũng ấm áp mùa xuân rồi. Nhiêu đây là quý quá lắm rồi. Đây là quý quá rồi. Mưa gió đâu bắt được con gì đâu. Sáng giờ ở trong nhà không có đút được cái đầu ra ngoài nữa. Mưa quá trời mưa. Giờ ông xã em cắt ba khía, giờ em thử em lấy cái gạch lại nghe cả nhà. Để chút mình bỏ vô mình làm luôn cái gạch nó dạng tư mà bỏ uống. Cái gạch nó ngon lắm mà cả nhà, cái gạch ba khía nè. Chi ra người làm chuyện cho nó mau. Có mấy ông ba khía cái gạch nó gạch son không à. Em lãi ba khía xong rồi giờ em bắt dầu lên nó cũng sôi rồi cả nhà. Giờ em đổ ba khía vô em chiên sơn cái cho nó giòn. Em chiên ba khía em nãy giờ cũng vàng rồi cả nhà. Giờ tiếp tục em dầm me rồi em đổ me vô cái nữa là mình ăn thôi. Này là mình nêm gia vị vô em me. Để đường. Rồi. Rồi ăn chút là mình bỏ vô mình gan me nữa là đủ bộ luôn đấy ha. Em để vô miếng bột đâu còn nêm gì đó hả? Không anh, để xí muối để nó cho nó vừa vừa ăn để nó lạc. Cùng đai chế lỡ nhiều quá hồi mang chát. Rồi dầm đổ vô cái nữa rồi xưa cho nó kẹt cạn cái nữa là mình nhiều đây chua không em? Chua anh, để nguyên hộp. Để nguyên hộp lại đi hộp. Cho nó kẹo kẹo cho nó ngon. Rồi giờ em đổ vô thôi. Đó bắt đầu bay mùi thơm rồi đó nha. Có mùi thơm rồi đó. Hồi nó cạn xuống nó tắt cái nước này xuống nó nhìn nó mới hấp dẫn. Cho nó thiệt kẹo luôn em. Quả xá là hấp dẫn luôn em. Này là kẹo tới kẹo luôn à, tới kẹo luôn rồi đó. Cái này như mình bỏ me nhiều thì nó hơi muốn hơi khác em. Cái này làm như cái nhựa me nè. Cái nhựa me đó. Sau một khoảng thời gian thì em cũng làm hoàn thành cái món ba khía gan me của em rồi nha cả nhà. Còn đây thì món thịt em kho chung với tôm. Em mời cả nhà mình cùng dùng cơm cùng gia đình em nha. Giờ anh thưởng thức cái món của bà xã anh nấu ra thế nào đây. Em mời cô chú anh chị mình cùng dùng bữa cơm cùng gia đình em nha. Em mời cả nhà dùng cơm cùng vợ chồng em nha. Ok em ơi. Mời điểm. Mời điểm. Chiên trước nó rất là giòn luôn à. Bữa nay chiên trước mà lẻ dễ giòn. Chua chua nó có miếng ngò nó thơm đấy à. Thơm mùi ngò ghê ha. Nãy anh tính đâu nó không chua vậy nó chua này chứ. À nãy mình để nguyên luôn không có bỏ hộp. Ừ.
Đâu lâu ăn một món ba khía gan mèo lại không? Thấm khía. Thì hôm nay em muốn chia sẻ cái bữa cơm đạm bạc ở vùng quê những cái ngày mưa gió, thì có gì mình dùng nấy gì đó cô chú anh chị. Nếu cả nhà mình xem qua video thấy hay thấy thích thì đừng quên ủng hộ cho em bằng một like và một lượt chia sẻ nha. Dạ vợ chồng em cảm ơn rất là nhiều ạ. Giờ em xin khép video đây, xin mến chào và hẹn gặp lại. Em hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha.